Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào, quay trở lại với channel của mấy người anh ấy. Chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Bát Thanh Niên. Chào mọi người đi nào, Bát Thanh Niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game siêu siêu quen thuộc. Đấy thì mini game này có tên đó là cuộc chiến đánh cắp trái tim. À nhưng mà Thanh Niên chuột hình như là chưa được chơi bạn ơi. Nhưng mà không sao, trời ơi, chắc Thanh Niên cũng xem mấy video của mình chơi rồi nên đâm ra chắc là biết rồi, hiểu luật chơi rồi. Đại khái là chúng ta sẽ gọi là đi đánh cắp trái tim của đối thủ và giành chiến thắng thôi. Đấy, cùng với đó là nâng cấp đồ. Đây xem nào, có rất là nhiều map các bạn nhá. Đấy, mình à đây rồi. Mình đang định chọn cái map này giống như kiểu là sân bóng này. Ôi, ui giời, nhìn có vẻ là mới lạ đây. Ok, chọn luôn map này các bạn nhá. Đấy, còn kỹ năng nữa bạn ơi, thì mình nói chung mỗi người có một cái kỹ năng riêng, mọi người tùy chọn thôi. Ui, mình sẽ chọn này này. Tăng máu này, cái này là tăng sức tấn công khi đứng giữa, cái này là đánh đối thủ là được nhận vàng. Ui giời. Rồi, đây chơi thôi nhé. Okay. Tìm đỏ nhá, tìm đỏ đi cho nó đỏ sực. Ok. Mỗi người một team mà. Ok. Rồi, ok, ai ấn nút đi. Okay. Ai gần nút thì ấn đi, quay. Hey, em ấn cho. Okay, bạn ơi. Đấy, nói chung là trận đầu tiên thì mỗi người có 5 trái tim thôi. Đấy, nếu mà lâu quá thì chúng ta chơi một trận bạn. Nếu mà nhanh thì chúng ta chơi 2 trận cho nó có. Đấy, ui giời, cái này giống sân báo các bạn. Đồ nhà bác. À đây, bác lên cấp đồ đấy. Máu ấy nhờ, bây giờ đã chiến rồi bạn ơi. Rồi, ok các bạn. Ui giời, thôi ra chiến luôn, ra chiến luôn. Ra giao lưu vài đường cơ bản luôn. Làm sao cả? Vài đường cơ bản luôn. Làm sao đâu? Hả? Vài được các bạn. Ui mình đánh được, nhận được nhiều cả. Nhân này nhiều máu thế. Nhân này nhiều máu. Anh có thể chuột bắt mình đây à? Làm sao à? Chuột đúng không? Đúng không? Luận. Chuột đúng không? Ê, mình này vẫn khó chịu quá. Ok, kìa, thằng người khác ăn của mình kìa. Ui chết rồi, nhanh bảo vệ nhà. Bảo vệ nhà ấy, lo bảo vệ nhà. Đừng cho sang cướp. Ui dồi, cướp trái tim con ta ngay. Ok, trời ơi. Ok bạn, ui trăm mười mấy người bạn. Ok bạn chọn cái chơi được vòng ạ. Ok bạn là mình sẽ vòng nhá. Ok vòng là vòng thế nào. Rồi nào, người thanh niên đi rồi. Ui quả thanh kiếm này đẳng cấp ấy. Ai sai nhầm rồi đấy, đây là cái dạng máy tính nhớp. Quanh làm nào, 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 cao làm nào, cao làm nào, cao. Ui thanh niên chuột thả luôn cho tôi một viên nút cân ba luôn kìa. Ui ghê thế nhở. Ui máu bị hồi liên tục kìa. Ui thế xem đây nào. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Ok, làm sao? Mình tiêu diệt đối thủ, mình mới hồi máu nhanh được các bạn ơi. Không sao không sao. Ui, vừa nãy mình được khá là nhiều vàng ở cái việc. Ê, thế này này. Làm gì này? Chủ làm gì? Chủ cũng gì? Phỏ lá. Chủ cũng gì? Chủ cũng gì? Không muốn gì, không muốn gì. Tôi chọn cái này đấy. Không muốn gì cả. Ok. Ok. Chọn này đi, ok. Ok, lần kiếm. Thiếu tiền à? Thiếu tiền à? No, nghèo rồi. Chết giả là nghèo rồi bạn ơi. Rồi thôi cái đi. Nghèo thật đấy. Ha. À thanh niên kia đứng ở nhà bắn kìa. Ok à, hai thanh niên này chơi đấy. Ngồi lên giữa solo đi. Ui giời. Rô. Ok. Rô. Ui giời bắn. Bắn thụp rồi. Này đi. Này đi nút này. Này đi nút này. Này đi nút này. Này đi nút này. Này đi ôi thanh niên đứng lại. Đứng lại. Rồi sao anh ăn cắp trái tim của thanh niên thái. Thôi cái đi. Đứng lại. No. Đúng rồi. Ờ không có cúp. Chưa mua cấp mà đòi qua đập á. Đập á. Ui dồi 150 à. Nào. Ơ không cướp được à. Ui chuột đen cướp của vợ anh kìa. Hay quá trời. Thanh niên này nhân cơ. Không phải đâu. Không phải đâu. À không phải đâu à. Ok hay quá trời ơi. Chuột nhân cơ. No. Ui dồi. Ôi dồi hay quá chuột ơi. Mình không tìm các bạn ơi. Ok không sao. Đấy chuột là giờ cướp lại của chuột. Tôi nâng cấp với cái chảo rồi các bạn ơi. Để xem bro đấy. À bro ạ. À. Biết ngay mà. Baro à. Đấy mà Baro này. Lúc này qua nha em. Ờ sao? Sao? Sao lúc này qua nha em? À, sao? À, cầm cái chảo à. Chảo à. Chảo này. Chảo này nha. Ây da. Cái này đánh chồng quá. Ok, thanh niên đi chảo này. Chảo này. Ok. Ui, hay quá, hay quá. Tên xuất đây ơi. Giờ phải xuống rồi. Đi đâu? Okay. Đi đâu? Okay. Xuống. Ui. Rồi, xong luôn, bắn cướp lại tim rồi. Cướp lại rồi. Qua cướp lại à? Cái chảo chậm quá, anh em ơi, sai lầm tuổi trẻ rồi. Mua chảo à, chảo miễn phí à. Trời ơi, bạn ơi, tôi sai lầm tuổi trẻ, nâng cấp cái củ chuối rồi.
Vậy không sao. Nhưng ba người nha. Không sao. Ôi sợ. À thế nào bị xa sang bình bò tôi đây. Ta đây làm sao? Tiến luôn. Ta đây. Tiến luôn. Đâu? Đang đâu? Ủa bạn lần giáp kim cương à? Ủa rồi. Ta đây. Ta đây là gì? Cái chào lớn lắm anh em ơi. Ui ôi. Phải bò này. Phải bò này. Phải bò thì làm sao? Phải bò thì làm sao? Yeah, cản thanh niên khang đi trời ơi. Không cản đâu. Đâu, em đang định cướp của anh mà. Thanh niên cướp đi cướp của thanh niên vai à. Thôi núp cướp này đấy chưa kịp cướp. Ui ôi, cướp được nhiều tiền lắm các bạn ạ. Cướp ở đâu? 200, ok từ từ mua item đi. À, chúng ta sẽ mua cái speed này. Ok bạn. Ui giời ơi. Ăn này làm tên cướp này á. Tế luôn rồi. Đâu đâu. Ui giời. Ngay. Đâu, tên đi nó chào nhà em đâu. Đứng lại. Đứng lại. Chắc gì đập được, chắc gì đập kịp. Đâu. Ôi hay rồi. Đấy à. Ôi rồi. Ui. Được mình biết có cái gì lại hại bạn rồi này. Ôi được. Ai không sao, chả có gì đâu mà. Có gì đâu, có gì đâu. Các bạn ơi. Nhanh cướp của bạn ạ. Mọi có thêm nên cướp. Nhà mình. Trời ơi, người ta phải nhân cơ hội ngay chứ, người ta phải nhân cơ hội liền chứ. Nên là đổi kỹ năng khác ta. Thôi cứ cái kỹ năng này đi bạn. Định làm gì? Định làm gì? Trời ơi. À. Bên bảo vệ nhà thành công à. Hai thanh niên này. Ôi giời. Hai niên đến là ăn cắp nhà của anh chuột cả. Ôi giời. Yeah. Chơi thì xấu hết rồi mà. Ôi kẻ ra em chết. Ôi kẻ ra em chết. Ôi kẻ ra em chết. Bắn kẻ S kìa. Cây đấy nhờ. Thôi mình cứ đi đánh nhau rồi bạn. Cướp nhà nông, cướp nhà nông. Ra đây mà cướp. Ngon ra đây. Ui giời ơi. Cướp. À. Cướp. Cướp. Ui giời. Cướp. À ra đây. Ngon ra đây. Ui ôi, xì nha. Ui ôi, lúc có mặt lùi xa thật sự. Chị đánh nhau với thanh niên Vanh. Thanh niên này định sang cướp à, Vanh đang mua đồ. Ok bạn này. Có cái này được đây. Đây là cái này. Ok, đinh bà đi bạn. Ui, tôi nhiều tiền quá. Úi giời ơi, úi giời. À Vanh làm sao? Đúng rồi, đúng rồi, hay quá. Hay quá bạn ơi, hay quá bạn ơi. Vanh này. Vanh tuổi gì? Vanh phá của ai hả Vanh hả? Vanh định phá cái gì? Vanh định phá cái gì hả Vanh? Nghèo rồi, đói khát rồi. Vanh định làm cái gì? Vanh định làm gì? Ê cái gì? Cái đường đi nó khó vậy? Thế nên cái... Ê hả thanh niên bắt đùi ghê thật á. Này có ai chảo ghê lắm. Cái này đánh chậm thêm được cái chắc. Ủa ôi thanh niên bảo vệ ghê đấy. Ok, xin nha. Chưa lấy được cái nút mòn trái tim rồi luôn á. Thôi mình nói chung mình đã full trái tim, mình phải nhân cơ hội đấy rồi áp đảo với thanh niên ngay các bạn ạ. Bắt đây, ok. Có vui. Chiến thuật gọi là vua ông vua đẩy lùi các bạn nhé. Chiến thuật rõ ràng. Để chuột cái này để chuột sang làm xử nút. Ok, ra đây. Anh em cứ tin là chuột. Ra đây mà xử. Có ra được không? Thôi không tin. Cái điều quan trọng có qua này không chứ. Ôi trời, chạy đi rồi. Hay thế nhỉ? Tao bạn lại hy sinh. Tao bạn lại hy sinh làm gì cho núp lùm rồi à? Hay thế nhỉ? Ta có cơ hội chứ. Không gì thì khang lại luôn. Hay thế nhỉ? Bạn thấy chưa? Hai thanh niên khô máu nhỉ? Ấy các bạn thấy không? Mình là mình cứ tập trung ai niên này chứ không thể nào mà để thật có gì hay không? Sao nào có vũ khí gì đó hơn không ta? Ok, ông sao bạn này. Này, tính ra là mình đã chọn cái phương án là không phải tấn công rồi bạn. Mình chọn phương án theo kiểu là... Úi giời. Công tâm. Úi giời. Hay quá. Fireball à? Fireball là khác. Khác kìa. Hãy đợi em đi. Hãy đợi em đi. Đi rồi. Đừng đánh em nữa. Úi giời. Đừng tìm em nữa. Đi chỗ khác, đi chuột. Đi chỗ khác, đi chuột. Xin lỗi Vanh, không bảo Vanh không Vanh được. Nhanh quá. Đi rồi. Nhanh quá. Uầy. Chúng ta có thể là mua ấy mà, totem được mà. Ôi sợ ơi. Đấy. Ta có thể mua được totem mà. Ôi chẳng may mà rớt, tự rớt nhà mình có sao không nhở? Ai biết, không. Biểu diễn siêu thú YouTube. À
biểu diễn siêu thú à? Biểu diễn. Đỡ đi nó bắt được mình. Ôi kìa. Ôi giời ơi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. No, no, no đi, no đi. nói chung là mình thì rất là giàu các bạn. Đúng rồi. Đừng có bắn em nữa. Để em đi. Ui giời. Mình còn muốn một cái tên cái mũi tên ra. Trời ơi. Tính làm gì đấy con này. Tính nhanh tên. Ok, sao lúc lại tìm của em nữa rồi. Vành, vành, vành cướp là sao? Vành không ngờ. À, Vành à, Vành dám định cướp phim em hả Vành? Không. Thôi Vành đi em rồi. Bạn nhân núp mà ơi giời thầy niên không ngờ mình chạy vượt mặt mình ăn luôn ạ. Xin nhá, xin luôn. Ủa, cái này sao đi em rồi. Bắn đi cho em rồi. Ơ kìa, đứng lại. Đứng lại. Ai đó cứu em. Ơ kìa, cứu em. Các bạn thấy không, cái totem của mình quá không vào được. Ơ kìa, tao đi chuột. Lại béo đi lên chuột à. Ơ kìa, cái gì vậy, tao ăn đánh nhau làm gì ở đấy này. Chạy này quá là... không chui ra được. Okay. Cripple train à? Ok các bạn ơi, cái này à, xin này. Ui giời. Bạn phải kết hợp với em lấy tìm của chuột với bạn. Tại sao bạn để chuột okay. Như thế? Ra đây. Ôi ra đây là các bạn nữa. Hãy đem đi bạn. Đâu đừng có xa. Ok. Thầy nó nổ hết rồi, không chết thanh niên kia. Ui ui. Làm sao mà chết được? Mày quá, hai thanh niên đang tranh cướp ở bên trên chuột. Chết một tim rồi, chết một rồi. Tin một tim nhá. Mình không nghịch dài đâu bạn, mình không nghịch với cái kia đó. Thôi tập trung đi. Ui, có thể mua được ướp. Oh my god, sợ quá. Ok bạn, mua nhiều tim. Sao mình vẫn có một tim nhá, what? Ờ, hê dạ. Ui, cây á. Này, Khang làm gì đấy Khang? Mẫn nhạm mà. Cái gì, Vanh làm gì đấy, Vanh làm gì? Anh làm gì đấy? Anh làm gì đấy hả? Rồi, anh đi đúng cái ngồi đó kẻ cái gì kìa. Ờ, ta đứng đây thôi. Ok. Thì chuột chết được kìa. Ui, bây giờ mỗi nhìn chết là 20 giây là đây. Ui dồi. Đúng rồi, chết lâu lắm. Chết lâu lắm các bạn ơi. Thôi, mình cứ đây là mình rồi, anh kia đang canh me mình rồi. 2.000 tiền cơ mà, 2.000 tiền cơ mà, lo gì. Sao ạ? Ui, nhanh, đừng. Ôi, không. Văn, biết cái gì không Văn? Ok kìa. Hãy tiến lên đi Văn, tiến lên đi Văn. Ây dồi. Đi em tính tay à. Lão với chúng tôi à. Anh giả, hai thanh niên kia kết hợp rồi. Úi dồi. Lão à hả? Nhát rồi. Úi dồi. Khang làm gì đi Khang. Em đang cố gắng đây Văn phải. Ây da. Anh xem đây. Nhìn hai bắn chết queo rồi đấy. Yếu rồi. Thôi bây giờ phải tích tiền gọi là mua giáp thôi. Hai thanh niên, hai niên nãy giờ quên mua giáp thôi. Nhảy ai à, ai ơi, ai ơi, kìa 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 ai ơi. Chúc mừng nha, chúc mừng. Ai cướp trước đây? Chúc mừng kìa. Ok hả, thế nên vay hình như cướp hình như không được ấy nữa rồi, như một trái tim không cướp, hình như một trái tim là không còn cướp được nữa, mà chỉ là trái tim khác thôi. Thôi. Hay là thanh niên nào cướp nhỉ? Không, núp có cướp đâu, đúng đấy là đứng ở nhà mà. Đúng rồi, Khang vẫn cướp nhưng mà còn được đâu. Nãy giờ có cướp đâu, chưa ai cướp ai luôn. Cứ núp cướp thanh niên kia vẫn bắn mình ạ. Chuột kết hợp đi chuột, tiêu diệt ra. Ờ, tiêu diệt banh trước này. Tiêu diệt núp kìa. Ok, thế thì núp liên quan đến núp hả? À, anh đi núp qua kìa, anh đi núp lấy kìa. Ấy thấy chưa? Ờ. Chuột về nhà đi. Ôi giời ơi. Nhanh lên. Ok các bạn ơi, xin đi ạ. Ôi giời ơi. Đứng cái nhà. Ôi giời ơi, định vô nhà núp lấy được rồi. À, thì chạy ra nhà mình các bạn ơi. Chạy ra thế nhờ. Thôi, bây giờ. Mấy vật phẩm mà mấy người không biết các bạn ạ. Quá non. Rồi, ok, đến giờ đi xâm chiếm rồi. Đến giờ. Không có tiền mua thôi. À, không có tiền mua.
Đi đi đi. Thiếu đòi ra gió à? No, đừng quay nhà em. Em còn một mạng thôi, đúng không? Em còn một mạng thôi. Okay. No, okay. Anh biết anh là ai rồi à? Đi, khỏe anh à? Em còn một, em còn một, em còn một mạng thôi. Đừng, 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 đừng. Thì khỏe. Yeah. Đúng rồi, anh đúng rồi. Một kiếm đó. Ok, tại sao? Càng bị mình lừa. Đại, đừng có nghĩ là lúc đấy núp chết nên núp có tô tem mà núp núp hồi sinh được. Thành niên. Niên nhanh ấy nhở? Trời ơi, đẳng cấp ngay, lừa quả trí ngay. À, hay. Ok, ai à? Đánh không bị bật đùi nữa đâu. Vinh biết rồi. À, Vinh, Vinh, Vinh. Vinh mua vật phẩm với bạn ơi. Ghê, 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 ghê. Cây thật sự. Ơ kìa, không cướp được thật à? Không cướp được. Không cướp được. Tập này là chỉ gọi là đánh bại đối thủ thôi. Ui sợ. Rồi, không có cướp được, ba ơi. Rồi. À, à. Vành làm sao, vành làm sao? Vành làm sao? Đúng rồi, đúng rồi, dân nhanh quá. Ui, thế này cũng khỏe như mình đúng không ạ? Làm sao hả, vành làm sao? Ui, ui. Khỏe như nhau thôi chứ. À, đâu, đâu, đâu. Thế này cũng chả bảo vệ nha. Rồi, sao? Ui, trời ơi. Đấy, giờ còn chuột đấy, chuột một tim thấy không chuột đấy. Ok, ui rồi. Nào, bây giờ đến... Không sao. Chuột đâu, chuột đâu, tự nhiên. Chuột xử được. Anh em có tin chuột. Ai, không sao à. Không tin tôi, không tin được rồi. Ờ, à, núp khỏe lắm, tay núp có cái cung kìa. À, sợ gì đâu. Rồi. Đó đi kìa, đó đi. Được rồi. Xong. Rồi, không kịp đâu mà, không kịp sang đâu. Ui giời ơi, có gì đâu. Đã chưa, đấy nhảy qua luôn này. Không, đấy, thấy chưa. Núp tự sát, núp tự sát. Núp xạo đấy. Anh núp núp xạo đấy. Ui giời, không xạo chưa, không biết anh kìa. Ui giời, cái hố vậy mà không chui được hố. Lúc đấy có chạy nhanh không chui được hố. Ui giời ơi. Thật sự bạn ơi, tôi đang lừa anh kia mà cũng lừa đấy các bạn. Cảnh thế nhỉ? Đang định chạy sang nhà thanh niên thì thấy Khang bảo lừa biết ngay mà. Thế hả? Luôn chứ. Các bạn là mình có chạy nhanh, mình đứng mai một cái hố nó cứ lệch các bạn. Ê, bắn ai đây? Ủa đây rồi, rồi. Đánh một cái rồi. Tôi quả này toàn rồi. Rồi. Nào, ok, xin nhẹ game. Ủa rồi. Ôi, sao tối hôm nay ai sao ở dưới đáy địa ngục vậy? À đây rồi. Là win rồi đấy. Win rồi. Rồi luôn. Cái gì? Biển nằm luôn rồi. À đâu, cái điểm chủ đấy mà. Đâu. Đây game cuối nha. Đây tự anh nha để núp chọn gọi là map khác các bạn ơi. Kỹ năng. Chọn skill khác anh em ơi. Có nhiều kỹ năng lắm. Nhớ mua. Chúng ta sẽ chọn map gì đây? Ui, map này có vẻ ở trên tàu này các bạn ơi. Nhìn nó vẻ đẹp đấy. Rồi rồi. Ok mình. Cái chuyến. Bắt đầu. Trang ở giữa này. Máu này. Rồi ok, chắc là vẫn skill cũ thôi. À núp yêu hòa bình đấy, tìm yêu hòa bình nên tìm xanh đấy. Núp tìm đỏ nha. Ấn nút đây, ấn nút đây, ấn nút. Ấn đi bạn. Ok các bạn ơi. Ôi giời ơi. À trận này mình không nâng đẩy lùi đâu, thà nâng đẩy lùi chỉ được cái châu bò thôi. Đẩy lùi. Ui giời. Chân tao à. Ủa máy đồ nằm đâu? Tàu à? Ừ, đây dưới này bác. Ui, map này xịn đấy các bạn, nhìn nó là uy tín đấy. Ok, bác chơi chốt bác. Giữa luôn. Luôn, chiến luôn. Ui, tin tin này. Thật đấy. Kích nổ đi anh em. Này, đánh nhau. Hép sao? Đúng rồi, à, okay. Hay quá. Đã, nó chứ hay. Ui, mày quá, dây đầu tiên là... À, lần đầu ui, sao lại vẫn khỏe vậy? Ui, rồi. Ui, rồi, chết giả rồi, lợi thế. Ui, lại mất rồi. Mất cái gì đấy? Mất rồi nào. À đây lên vành sang cướp rồi. À đây lên Khang. Ui yeah. Rồi. Hay quá nhỉ. Khang cướp luôn đi. Quá nhỉ. Quá yếu đuối. Quá non. Quá lòn đấy nhá. Quá lòn. Quá lòn bạn ơi. Ok bạn ơi. Rồi. Tấn công các bạn đây. Mua giáp liền. Oh my god. À vành bảo vệ kìa bạn. Cẩn thận. Ok. Thôi mà ấy, thì nên của bạn. Em giúp anh rồi đấy. Hay như này. Em giúp anh mà anh lại bắn em à. Kết hợp bạn à. Cày thật. Không sao, chúng ta cứ bình tĩnh. Mình sẽ nâng... Kẻ bắn. Sao bạn lại bắn em? Thấy chưa, thấy chưa? Rồi, bảo vệ đi. Ui đời. Sao đạp không được, sao đạp không được. Không kịp đâu cưng ơi. Anh đã bọc hết rồi. Ok, cưng không kịp thì đúng hơn đấy. Ok, hai thanh niên nào chui kìa. Ôi rồi, để cho thanh niên Khang đi lấy. Ủa nào các bạn ơi, nha mình sẵn sàng mình cấp cái này đi. Đây gọi là bộc phát kỹ năng. Kỹ năng ok bạn ơi, tự nhiên mình mua thêm cái này đi.
nhờn với chúng tôi. Ok, chưa đủ tiền à? Ok, con Tinh Văn. Ơi, ok à. Thằng này để mua đồ này. Không thấy qua gì được. Công luôn các bạn ơi. Ui. Cái gì xịn ta? Kiếm xịn. Kiếm xịn à? Đúng, kiếm đánh nhanh ấy. Kiếm đánh nhanh. Ngồi sợ. Ok à? Ok à? Ok à? Sao Tinh Văn cướp rồi? Anh mua đồ mà. Đang mua đồ. Ủa ai mất đấy? Khang đỏ à? Khang mất đúng rồi. Khang mất thì Khang mất rồi nữa. Ở giờ thông báo thế rồi đây gì nữa. Ui giời. Cái bọc giường này đã. Rồi ok. Hay quá. Thôi nào phải để ý nha mấy thanh niên này. Thế này chuyên gia hay bắn gọi là đẩy lùi bạn đây. Thôi. À bắn vai bu này. Ok ok ra đây. Ôi giời. Ôi thanh niên này nhanh đấy. Ok. Thanh niên này xinh nhanh thế. Pro đó. Pro. Ok. Pro. Em nhanh này. Chém nhanh này nhưng mà sao yếu xìu vậy? Đâu? Đồ xanh của Jara, ai đây? Ây da, ây da. Bố lũ quá đây. Ây da. Chém nhanh mà lại yếu xìu. Rồi, mít mít rồi. Xong rồi tôi đi chiến đấu để cho thanh niên chuột. Thời cơ tới các bạn này đi à. Tranh thủ hơn ca thủ. Không nghe bao giờ. Tranh thủ với chúng tôi. Ui. Nhưng mà mới ra có 3 cục máu sao chơi? Slow nhưng mà 2 đam. Ok, đam to à? Rồi ok, mình sẽ không chọn đánh ấy đâu. Mình sẽ chọn cái đánh chuẩn nhưng mà nó đang hết to tên rồi. Lâu hết tên là chạy đâu đây. Ôi sợ. Chạy đi đâu. Ây à. Sang à, rồi. Kìa có tay đứng kìa. Đâu à. À. Đi tự té luôn. Ok. Đẩy lùi quá okay. Sướng. Ok. Câu đi. Ok các bạn ơi. Ai không được thì chết. Uầy. Rồi xong yeah. Rồi. Rồi ủa. Xong rồi. Thế tính ra là ui giời ơi, đào tin mà ác có bữa thanh niên chuột mất một tin từ thanh niên cam thôi. À được lắm. Tôi đòi lại đây. Đẩy lùi cũng được các bạn ạ. Nhưng mà từ từ nha, mình sẽ chọn. Đẩy lùi. Ok bạn. Ai tầm. Chùm. Thực ra là đẩy lùi ấy. Bạn ơi. Bạn ơi, ôi giời ơi, vanh định làm. Quanh định làm cái khỉ khô gì đấy? À, cái thanh niên này. Quanh định làm cái khỉ khô gì đấy? Thế à, thế à, Quanh, Quanh thế là sao? Thế là sao? Ok à, thế ta không được đuổi cơ. Đưa kịp gì làm gì? Có người bằng tin tôi rồi. Ôi giời ơi, các bạn ơi. Ui, không sao, nói chung là chịu hy sinh bỏ 60 tiền để chúng ta mua cái kháng đẩy lùi thì mấy thanh niên này bất lực mà. Giời ơi, nãy giờ rồi tôi cứ... À, làm phải buồn thế nhỉ? À, đằng sau kia khác. Tiền ta đâu? Sao vậy? Phải đâu? Ôi giời. Làm sao? Ôi giời. Một phát còn một tim quá. Ai ôi. Ôi giời. Thế nó khỏe vậy? Ôi khỏe đấy nhỉ? Tiền luôn mua sở chi ăn hay sao ấy? Ui giời ơi, thôi lại gặp nhà vay rồi các bạn. Xong ban rồi. Xin biệt. Bye bye. Vay là người quái mạnh thế. Ui giời ơi, thôi nhá. Chạy nhanh các bạn này. Ôi dồi ôi, làm quả nâng được nhiều thế nhở. À, tôi phải nâng đề kháng. Cái đề kháng cái kiếm cục ngủng mà chơi cái gì đấy. Ok. Đấy, cái kháng gọi là đẩy lùi lại uy tín. Nào, thanh niên kìa, nào. Nào. Ok. Đúng đấy. Ôi, đánh đứa canh. Đánh, hai đánh đi luôn. Bắn không có đẩy lùi được đâu, đừng có bắn. Mất thời gian bắn, lắm. Bắn. Mất thời gian lắm. Rồi, nút mất tim này. Okay. Mất con khỉ, ta cướp mất rồi, ta cướp mọi người. Thanh niên nó nhanh đấy nhỉ. Nhanh luôn. Ui ôi. An ninh. Bắt đầu nhiều tiền là đó, anh em sắm đồ. Thanh niên lúc nào cũng full team như kia anh em. Ôi giời ơi. Người ta okay, đổi bắn. Chiến thuật ngay vừa lấy là người ta chưa nâng được cái thôi. Người ta thấy nghèo thôi. À thế là hóa ra là như thế. Hóa ra là người ta nghèo thật. Đấy, giờ người ta đã giàu rồi thì đừng hỏi vì sao. Bắn cái gì đây? Vì sao mà nhảy không lên vậy? Bắn cái gì? Bắn để lùi ai? Vì sao? Bắn để lùi ai? Vì sao đưa em tôi? Bắn để lùi ai? Hả? À, hình như này. Ê kìa, có cái nhìn kìa. Chạy đi đâu? Chết. Chạy đi đây. Bắn để lùi. Ta đây. Ê kìa. Thải lúc chứ. Thải lúc tôi đang mải ngồi cười đến nhìn khác nè. Cày đấy nhờ. Đây gọi là nghiệp vực đó. Tao phải ngồi cười thì kha các bạn ơi. Không nào. Tôi hãy xem để ý xem có thanh nào. Không thanh nào đây à. Ok thế thôi lại mua đồ ăn các bạn. Ê tí gì. Subscribe. Đâu rồi. Sao nhảy cao vậy. Subscribe. Subscribe. Kìa có cái điện thoại kìa.
À, chuột qua đâu đây chuột? Ai ơi, tôi không bảo vệ kịp. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Chuột xui rồi, chuột chưa kịp lụm nữa. Ok bạn, thôi tôi bảo vệ lại đã. À, tôi chưa bảo vệ này, bảo sao thanh niên vanh nhanh thế, vừa lấy. Hóa ra thanh niên chuột chui vào đây rồi. Đi đây, cái đinh mà. Kìa, thanh niên vanh kìa. Đâu? Kìa, thanh niên vanh nhanh chuột kìa. Rồi, xong rồi. Bên bên mình. Đi rồi. Trời ơi. Tôi nhảy đây rồi. Đôi chân lạnh quá. Rồi, xong hình như thanh niên chuột bị mất trái tim ấy. Tôi thấy nghe thấy, úi dồi ôi. Chưa, thanh niên vanh chạy đâu rồi? Vẫn đang chiến đấu quyết liệt à? Thanh niên vanh ở trên nhà chuột. Ok, không có bạn. Không đập được. Ôi rồi non. Tôi rồi. Sao thanh niên chống được cho thanh niên đình cướp thế. Trời ơi. Thuốc thì còn. Ui cái này mạnh đấy các bạn ơi. Nhưng mà mình phải tận dụng ngay mấy cái nâng giáp. Lọt lắm. Chuyện thôi. Đi thôi anh em. Đi thôi. Đây đây thôi. Dựa liền các bạn. Surprise. Surprise ra đây và surprise. Đây và surprise. Ra đây. Ra đây và surprise. Ui thấy nút cháu ấy. À đây và surprise. Đi rồi. Ý, ó, ý. Đập làm gì? Ok. Chơi chưa? Ui ôi, cay thế à. Phải nhanh tay chứ. Đâu. Ôi vừa lấy chết rồi, thanh niên lên vanh này sang dí mình rồi, không ổn đâu. Dí dùng gì ở đây đấy? À, không ổn rồi. Ôi trời, 150, 160. Ui, kìa thanh niên vanh kìa. Siêu Saiyan. Ok. Sao cái bắp vậy? Ê, lại chui vào đây. Thanh niên yếu máu rồi, Ui ôi, thanh niên tăng máu vậy? What? Ơ, thanh niên vanh rồi. Đi ra đánh nhau đi chuột ơi. Ui, đánh đi, đúng rồi, đánh đi. Cố bảo vệ rồi. Thanh niên uống cái gì, thanh niên khỏe lắm. Ui giời ơi, đánh đi. Không kịp. Rồi, chuột sắp đi rồi, Thanh niên chuột sắp đi bụi rồi bạn ơi. Xin xin mệt chuột. Không sao. Đến công chuột không vẫn không bọc được cái đấy. Thanh niên đi lẻ ta. Ê kìa, thả luôn chiếc đăng máy. Nhảy vướng bờ lóc qua bạn, cày thế nhờ. Thả luôn chiếc toàn chết sản rồi bạn. À, không sao rồi. Làm gì chú? Chạy nhanh quá mà điều khiển không có được các bạn. Ê, để em trả thù cho chú. Ok. Trả thù cho chuột đi. Ôi, thanh niên văn mạnh đấy. Ờ, nó bảo ơi. Thanh niên cao mạnh lắm. Gì vậy, thanh niên cao mạnh mà. À, thì thanh niên vanh. Thanh niên vanh. Vanh sao? Đúng rồi ta. À, thế này. Không bao nhiêu mà. Mình đi chạy nhanh vậy. À, khang. À, Vanh à. Vanh, à thì Vanh đẩy lùi thôi mà. Vanh cái gì, có gì đâu mà. Ôi, hai thanh niên. Có gì đâu mà Vanh. Có gì đâu mà Vanh. Ôi, có gì đâu mà Vanh. Có gì đâu mà Vanh. Trời ơi, thanh niên làm gì. Ba mấy máu rồi. Wow, thằng kém. Không, thanh niên được nâng trâu rồi, trâu bò rồi. Chứ còn xét về gọi là mạnh là người ta phải gọi là đam to thì mới gọi là mạnh chứ. Ui trời. Rồi phải đam to. Ôi, đam to, tôi bổ cho thanh niên biết mặt luôn. Này thì đam to. Đam ôi à. Ôi. Cái gì vậy? Bắn. Cái gì? Bắn. Rồi. Bắn. Rồi lại một thanh niên đi rồi. Đâu? Mất bắn. Rồi. Rồi rồi ôi. Cách tốt nhất đó là kiếm tiền nhanh là chỉ có sang gọi là top mấy thanh niên này đâu bạn ơi. À thế nào. Kiếm tiền nhanh này. Ôi ôi. Thanh niên vanh nhiều tim ấy à? Ok. Cái đó thanh niên nút ba ơi. Ờ cả nút là tim xanh mà. Ôi trời ơi. Đây à. Mình trông bỏ bạn đấy. Banh làm sao? Sẽ mua cái này. Ok mua cái này. Ơ ờ, nhảy chỗ này không chết à? Ơ ờ. Đây bây giờ mới chết. Đi đâu chú? Chết rồi các bạn ơi. Lùi đâu đấy? Lùi xuống hố thôi mà có gì đâu. Nút làm gì đây? Ủa, đi mặt kia rồi vậy mà chuột chưa nước đầu thanh niên này điêu rồi nhưng mà đánh trượt á. Ui rồi. Ok, xong mình vẫn để kháng đẩy lùi mà vẫn bị đẩy lùi đã. Cay thật đang lừa thanh niên này à, chứ vẫn bị đẩy lùi cay thế nhở. Bắn tin người thật cười quan ạ. Ui giời ơi, lúc có kháng đẩy lùi mà vẫn bị đẩy lùi làm sao? Ê, làm sao? Chạy nhanh đi. À, thanh niên có tiền. Khang làm sao? Khang có kịp phá sao? Không? Đánh đi, đánh đi. Ồ, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đúng rồi, đánh đi. Kiếp xuống không? Ok, ủa? Ok, ta đi mà. Cái gì đấy? Đấy, đi bay bên kia, mình đang cái xử thôi. Cái thật. Ờ, đánh đi, đúng rồi, đánh lúc đi. Nhưng mà nha. Thấy chưa, đã bảo rồi, anh nhân vay là nhân cơ hội là hai chúng ta đánh nhau rồi. Rồi đấy.
qua là hưởng ké ngay mà bắt nhìn quanh nha thành bắt kìa đó anh đi núp hưởng kìa thấy không ơ kìa của trời cho mày được trời cho cười chẳng lại rồi chẳng lại rồi giờ mới bọc à giờ mới bọc à thế thì xin lỗi nha xin phép nha ui rồi à thế nên vành như cũng đang định chiến thuật đi đầu mới thấy ơ kìa rồi chắc định định đi ra nhà mình đấy thật sự không vành làm gì phải như thế ngoài thế đúng rồi đấy chuột vừa thấy vành sao đấy thế nên chuột cũng dám đi đánh nhau à cười nhà cay thế à thân thì cười nhà thế nhở nén rồi còn một tim đâu bây giờ chết một cái là đi vụt ngay. Okay. Sao Văn không chịu kết hợp với mày đi Văn? Đúng qua rồi đây. Văn! Qua đây! Đúng rồi! Các người qua đây! Ơi, đi đi Văn! Nhầm! Đi 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 nhầm! Đi nhầm nha! Ok! Là sao? Ok! Tự nhiên bắt okay, đầu đánh đầu tự nhiên quá kìa! Ok! À, à. Đi chuột à? Hay à? Thì như là bây giờ là cướp không được tin nữa rồi! Đúng rồi! Rồi! Một tin là cướp được tin! Cướp không được tin và cướp không được tin mà anh em! Chỉ là mất đối phương thôi! Khổ tôi quá mà! Ào, ào, ai thế nhưng Khang vẫn không bỏ từ bỏ ý định à? Ủa, ơ, ờ, hay quá Khang, Khang làm cái gì vậy? Tự bắt tự quéo vậy? Ờ, Khang làm cái gì vậy? Ai biết? À, thế nhưng Vanh, ai à? No, Vanh được bắn núp. Để em qua nhà Vanh, Vanh coi vậy đi. Ờ, kìa. Ờ, vậy đi Vanh, em qua nhà núp này. Thôi, tôi đi mọc nữa. Ai anh hơn? Ờ, lắm mà, câu gì tại nhà không sao bạn ơi. Ui, mình có nhiều tiền mà. Tính ra là càng giàu lại càng thêm giàu bạn. Mình không nâng cung. À, mình nâng mỗi cái diamond thôi. Lưỡi hái tử thần thôi. À, 4 giây lận à. Ui, à, 1.000 tiền. Nè, okay. Gỡ gạt thôi. Oh. Qua nút đi Văn, qua nút đi Văn. Qua đây, qua đây, come on. Chạy đâu vậy bạn? Tao đi bạn thì chạy đâu vậy? Okay. Đâu, té rồi. Trời ơi. Thế à. Ui ôi. Ui ôi, không rồi. Văn, em thời gian đi Văn, em chạy vào nhà lúc này. Không, Văn đã hồi sinh đâu. Tầm này là hồi sinh lâu lắm nha. Ui, 14 giây luôn rồi. 14 giây luôn rồi. Ngày càng nhiều tiền các bạn ơi. Nên cái này là chiến thuật là giàu, thêm càng thêm giàu đấy. Quá nghèo. Nhi là mua cái gì mà nhiều thế nhở? Nhi ấn mua liên tục đi. Phải buồn chứ ba. Phải buồn chứ cái gì? Nhi này muốn gì làm chiến thuật giống mình à? Bắn cái gì đấy? Phải buồn, phải buồn, phải buồn, phải buồn. Bắn cái gì đấy? Em cũng có phải buồn. Bắn cái gì đấy? Cảm ơn chuột. Ok á. No, dùng đi rồi không giáo à? Bắn cái gì đấy? Đúng rồi, bắn nhanh lên, bắn nhanh chân lên, bắn nhanh chân lên. À, em sẽ cản chân đúng cho. Em sẽ cản chân đúng cho. Ai ơi, không được, không được. Ôi trời ơi. Hay quá. Mình vẫn trái tim này, mình không thể là bắn phải bôn nữa nhé, phải xa chứ các bạn. À, không sao bạn, mình vẫn còn nhiều tiền, mình còn 1.400 tiền cơ mà. Ui dồi ôi. Đó, mình tiền này làm banh chạy cái đường của tôi rồi. Trời ơi, núp nhiều tiền lắm nha. Ôi giời ơi, ôi giời. Để xem đây. Ủa kỳ vậy? Đúng rồi Văn, đúng rồi Văn. Em anh nhanh quá các bạn ơi. Em sẽ lúc này. Oh no. Em sẽ giúp Văn. Tôi không kịp bảo vệ cái kia kia đâu. Gỡ gạt đây rồi, gỡ gạt đây rồi. Mình phải bảo vệ cái ấy đã, mình lấp vào cái kia đã các bạn. Thế nhìn là nhanh quá. À, vừa lấy là quên thôi nha, quên thôi. Đừng xem hường đối thủ. Đấy, ok bạn ơi. Đấy, được rồi. Làm cái nữa Văn. Qua đây. Rồi xong rồi, tôi thấy thanh niên Vanh qua bên chỗ anh niên chuột rồi, nên lừa rồi, bên lừa nhau. Ê, thanh niên Vanh nhảy ra hút hố kìa. Enemy rồi xong rồi. Anh niên này lừa, lừa tôi với thanh niên trèo từ dưới lên đấy. Ơ, thanh niên Green là thanh niên nào đi rồi? Ninh Vanh. Anh niên anh à, anh niên găng. Vanh đi à, ôi trời ơi, Vanh. Anh dễ bị lừa tới Vanh. Đấy rồi. Ngựa bắt sâu chia sẻ đằng sau. Núp đi rồi. Ok. Anh Ninh chưa đi mà. Ừ, đi đâu ra. Người ta chiến thuật. Chiến thuật mà. Anh Ninh bọc cái nhà như cậu chuột vậy. Okay. Gọi đi đó. Ui dồi. Ui dồi, bắt cua à. Kéo thời gian à? Đi chuột. Em qua nhà núp cho. Kéo thời gian nhanh đi chuột. Nhanh lên. Kéo đi. Anh đã kéo đây. Anh đã kéo. Không kịp rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Anh đã kéo à. Rồi, bạn hai đã nằm rồi. Mình phải trừ khử thanh niên này để tránh trường hợp là sự kết hợp của hai anh niên các bạn nó nguy hiểm lắm. Thôi. Rồi, hai đã nằm rồi. Đây, bây giờ là mình sẽ nào dùng cái này đi. Các bạn là vừa nãy là do gọi là chưa bọc thôi. Mình nên banh, mình nhân cơ hội thôi. Đó. Nhân cơ hội nhanh được thôi. Đây, ok bạn ơi. Úi giời.
Ra đây. Chạy à? Không đẩy lùi được đâu. Chạy à? Ok. Không đẩy lùi đâu. Bọn đi kỳ lạ vậy. Đừng có mơ. Đẩy lùi. Ok. À, thì đi cướp rồi. Ta thì Only One đi cướp rồi. Ta không đánh nhau đâu. Đừng tìm ta. No. Rồi, ok. 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 Ủa sao mà đi? Ôi, hai team mà. Ô. Ô. Rồi sao là, còn hai người là nó giúp luôn. Ôi rồi cay thật. Mình cứ tưởng là cướp được một trái tim để cho thanh niên Khang còn một cơ hội, nhưng mà không, bạn cướp lần cuối là hai trái tim lận. Ôi giời ơi, bảo sao nhìn đi luôn các bạn ạ. Ok, thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái mini game cuộc chiến đánh cắp trái tim rồi. Thì nếu bạn đã thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong lúc tìm ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye.